Ôi không, đúng là con sinh vật này. Thật ra chúng ta không phải là người tìm hắn đâu, mà hắn mới là người tìm chúng ta. Viên ngọc sự sống của Arceus bị đánh cắp à? Thế nên đó là lý do hắn ta tới đây và phá phách sao? Úi dồi ôi, sức mạnh gì vậy? Cẩn thận là mọi người. Lucia, ta đâu? Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Ồ, chào mọi người nhá. Lại là tôi là AB đây. Có vẻ như tôi vừa có một cái giấc mơ nó khá là kỳ lạ anh em ạ. Một giấc mơ về một cái câu chuyện mà trước đây tôi đã từng trải qua rất là lâu rồi. Đó chính là giấc mơ về những con Pokemon. Trước đây tôi đã từng trải qua rất nhiều các cuộc chiến cùng với những con sinh vật đó. Nhưng mà mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Không hiểu sao mấy này lại còn ngủ mơ nữa chứ. Dậy nào mấy thằng này, trời sáng rồi. Hả? Đại ca lại nằm mơ về những cái con Pokemon đó sao? Ừ đúng rồi. Mấy nay chắc là ăn ngủ nghỉ không điều độ, thế nên là nằm ngủ toàn mơ thấy bọn nó thôi. Lạ thật. Nhưng mà kệ đi. Cuộc sống này bây giờ tuy là không còn những con Pokemon như trước, nhưng mà bọn tôi vẫn sinh sống nó rất là vui vẻ và ổn định. Anh em không phải lo đâu. Ở quãng thời gian đó bọn tôi đã phải trải qua rất nhiều các biến cố thì mới có thể bắt được Arceus, đấng tối cao của những con Pokemon. Và cuối cùng là bọn tôi đã bảo vệ được cái thế giới này. Sự biến mất của Arceus cũng là sự biến mất của tất cả các con Pokemon trong cái vũ trụ này. Thế nên là chúng ta không phải lo ngại gì nữa đâu. Đó cũng chỉ là một cái giấc mơ vớ vẩn thôi. Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục sinh sống như một người bình thường, tiếp tục làm quen với việc không có những con Pokemon ở bên cạnh, tiếp tục đi săn bắt để kiếm ăn, tiếp tục nhảy xuống những cái hồ như thế này để bơi lội và bắt cá. Cuộc sống của tôi nó vẫn yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tiếp tục đi chặt cây, tiếp tục đi đập đá xung quanh để có thể xây nhà xây cửa, và nhặt những cái tán lá này để chế tạo quần áo. Đó là lý do bọn tôi chuyển tới vùng đất này. Một vùng đất rất là yên bình, để tôi có thể dần quên được cái quãng thời gian cùng với bọn Pokemon kia. Nói chung thì cho dù có chuyện gì xảy ra thì bọn tôi vẫn phải cố gắng phải đi săn bắt, cố gắng săn những con khủng long ở phía dưới kia kìa. Anh em thấy chưa? Thì chúng ta mới có thứ để kiếm sống được. Nào nhảy hết xuống đi tụi bay. À có một con kìa. Bơi đi đâu mày? Chọc nó luôn. Anh em thấy vùng đất này nó đẹp như thiên đường chưa? Đồ ăn các thứ là không bao giờ thiếu gì cả. Chúng ta sẽ vẫn phải lạc quan và yêu đời. Mãi mãi sẽ là như vậy. Nhưng mà này đại ca, chẳng phải là đại ca suốt ngày than nhớ bọn Pokemon và muốn bọn nó quay trở về đây sao? Ờ thì tao có than nhớ bao giờ, chúng mày chẳng nhầm ai rồi. Bọn Pokemon đấy có cái gì đâu mà phải nhớ. Chúng ta vẫn sinh sống như bình thường đấy thôi. Nhưng mà ngày nào đại ca cũng khóc lóc xong rồi nói là nhớ bọn nó mà. Dạo này lại còn nằm mơ về bọn nó nữa chứ. Thôi, đi tiếp nào. Chúng ta đang trong cuộc đi săn ấy, đừng có nói vớ vẩn hiểu chưa? Chú ý mấy con khủng long xung quanh, không nó ăn thịt bây giờ. Hôm nay sẽ là một cái hành trình nó rất là nguy hiểm đấy. Tụi bay mà còn vớ vẩn nữa thì đừng có trách. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì anh em cũng đừng quên kéo xuống dưới, bấm vào nút thích video, bấm vào nút đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hiện tại là trên kênh của chúng ta có tới tận 86% những bạn đang xem chưa bấm vào nút đăng ký kênh. Thế nên hy vọng anh em hãy kéo xuống dưới và bấm giúp tôi một phát nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ấy da, về chuẩn bị đồ đạc các thứ đi để chúng ta còn chuẩn bị đi săn nào. Nhưng mà từ từ, tụi bay có nghe thấy cái tiếng gì không? Lạ thế nhỉ. Đúng là có cái tiếng gì ở xung quanh đây thật. Đi kiểm tra đi tụi bay. Cái thứ tiếng này quen lắm. Đây đây bên này đây. Lạ thế nhỉ. Thứ tiếng này tôi đã nghe ở đâu đó một lần rồi. Không, rất nhiều lần thì đúng hơn. Nó chắc chắn ở đâu đó xung quanh đây. Hả? Kia là... đó chính là Pikachu. Tại sao nó lại ở đây? Tôi tưởng Pikachu đã ra đi rồi cơ mà. Không thể nào. Đi ra kiểm tra đi tụi bay. Thứ này
không thể là sự thật được. Nó thực sự là Pikachu anh em ơi. Đúng là nó rồi. Tại sao chứ? Bọn tôi đã bắt Arceus vào một cái quả bóng Master Ball. Và toàn bộ Pokemon trên thế giới và trong vũ trụ này đã biến mất rồi cơ mà. Tại sao Pikachu lại ở đây? Đúng là kỳ lạ thật đấy đại ca. Có lẽ nào Arceus vẫn còn sống sao? Hay là có một kẻ nào đã giải thoát cho hắn ta? Cái gì? Không thể nào con quái vật đó còn sống được. Nó đã định tiêu diệt cả thế giới này mà. Vậy thì thế giới này sẽ lại nguy hiểm một lần nữa mất. Nhưng mà khoan, cho tới lúc này thì thế giới tôi thấy là nó vẫn rất là bình thường và chưa có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ nào Arceus không định tiêu diệt cả thế giới này nữa sao? Trước đây đã từng có một kẻ đã đánh cắp viên đá sức mạnh của Arceus. Đó là lý do mà hắn ta làm như vậy. Còn giờ thì em cũng không biết nữa thưa đại ca. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Trời đất ơi, vậy là Pikachu đã tìm ra chúng ta ở đây. Thì ra là như vậy. Nhưng mà rốt cuộc tại sao Arceus vẫn còn sống chứ? Việc còn sống sót của Arceus chứng tỏ là những con Pokemon trên thế giới này đã được hồi sinh. Tôi đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu rồi. Không cần quan tâm con quái vật Arceus kia còn sống hay không, nhưng mà bây giờ bọn tôi lại có thể được đi săn bắt Pokemon như ngày trước. À, em tưởng lúc nãy đại ca nói là không quan tâm gì mấy bọn Pokemon này nữa mà. Đâu, tao nói thế bao giờ vớ va vớ vẩn. Một thợ săn Pokemon nổi tiếng làm gì có chuyện phát ngôn ra những thứ như vậy được. Nói thế Pikachu buồn bỏ đi bây giờ. Đúng không hả Pikachu? Ui dồi ôi, ui thực sự anh em ơi. Vậy là giờ bọn tôi đã có thứ để có thể giúp bọn tôi đi săn rồi. À không, không. À, giờ bọn tôi đã có thứ để nuôi rồi, đúng rồi. Một thú cưng rất là tuyệt vời. Không thể tin được là Pokemon đã thực sự trở lại. Không biết là còn những con Pokemon nào trên thế giới nữa đây. Ngày xưa tôi chưa có dịp bắt. Và đây sẽ là cơ hội của tôi. Tôi sẽ lại được huấn luyện cho Pokemon và dẫn bọn chúng đi săn bắt các thứ sao? Không thể tin được. Đây không phải là một giấc mơ nữa rồi. Đó là sự thật. À đúng rồi, thằng kia còn giữ quả bóng không, vào nhà lấy đi. Chúng ta vẫn còn giữ cái quả bóng, tuy là không mạnh lắm nhưng mà vẫn dùng được. Đây rồi, ném ra nhanh lên. Chính là quả bóng này. Mày còn nhớ nó không Pikachu? Trước đây bọn ta đã từng thu phục mày bằng cái quả bóng này đấy. Đó là một cái câu chuyện từ rất lâu rồi. Quên là quên thế nào được đúng không? Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái quả bóng này và thu phục thêm Pokemon nha. Việc xuất hiện của Pikachu cũng có nghĩa là những con Pokemon khác đã được hồi sinh. Và bọn nó chỉ ở đâu đó xung quanh đây thôi. Nhưng mà trước khi lên đường thì tôi vừa tặng cho Pikachu một cái bộ đồ mới kìa. Anh em thấy chưa? Trông như ca sĩ vậy. Úi dồi ôi. Một người chấm bao nhiêu điểm đây? Hãy bình luận xuống phía dưới nha. Còn mày thì sao hả Pikachu? Có thích cái bộ đồ mới đâu không? Còn ngôi nhà này thì sao? Quá là đẹp luôn chứ còn gì. Đấy, chạy vòng vòng thoải mái vui chơi đây. Còn muốn đi vệ sinh thì vào trong này. Đó, có cả cái bồn cầu luôn. Hơi bị hiện đại. Rồi ôi, chạy từ từ không sập nhà bây giờ. Còn nếu thích thì có thể ra ngoài và chạy nhảy ở ngoài này này. Đó, cả một cái sân rộng luôn, tha hồ mà bay nhảy. Ôi giời ơi, có vẻ như nó cũng rất là vui mừng khi gặp lại bọn tôi anh em ạ. Nhưng mà chạy từ từ thôi nha, lao xuống dưới bây giờ. Bình tĩnh thôi nào. Vui vẻ thế đủ rồi, chúng ta phải chuẩn bị đi săn thôi. Ôi giời ơi, bọn này nó nghịch thật. Không biết là bây giờ Pikachu của tôi có thể tiến hóa được nữa không nhỉ? Bởi vì trước đây nó đã từng tiến hóa thành Raichu các thứ rồi mà. Tại sao sau khi được hồi sinh nó lại trở thành cái hình dạng này ta? Ồ, đây rồi. Đây chính là hình dạng thứ hai của nó. Đấy, nó phải như thế chứ. Tuy là cái hình dạng này nó to hơn nhưng mà nó cũng rất là đáng yêu anh em ơi. Và sức mạnh của nó thì bây giờ nó cũng mạnh hơn rất nhiều. Ok, giờ thì đi săn nha. Thử chạy một vòng xung quanh cái hòn đảo này đi. Xem là có cái con Pokemon nào nó mạnh mạnh, nó lạ lạ tí không. Không biết là ngày hôm nay bọn tôi sẽ bắt được một cái con hệ gì đây. Hệ lửa hay là hệ nước hay là hệ gì đây. Úi dồi, ở phía đằng trước có cái con khủng long gì kìa. Xử nó luôn Pikachu. Đúng rồi, một khi mà có Pokemon đi theo ấy thì việc tiêu diệt con khủng long này quá là dễ dàng rồi. Cho bọn nó banh xác luôn đấy chứ đùa. Lên thử khu trên này xem nào. Hình như trước mặt tôi có cái con gì đó kìa anh em ơi. Uầy, đây là một con Pokemon hệ lá đúng không? Này, trông cu tay phết nhỉ. Ở phía bên này cũng có một con này. Nhiều vậy ta. Tôi nghĩ là tôi nên lựa chọn nó kỹ một chút anh em ơi. Không nên chọn mấy cái con nó yếu yếu đâu. Úi dồi ôi, một đống luôn này.
Đúng là thế giới Pokemon đã quay trở lại thật rồi anh em ơi. Mày từ từ, tại sao tự nhiên ở cái vùng này nó tối om thế này? Có lẽ nào ở đây xuất hiện một con Pokemon có sức mạnh đặc biệt sao? Bởi vì giữa ban ngày làm gì có chuyện mà trời tự nhiên nó tối như vậy nhỉ? Kỳ lạ thật. Mỗi khi nếu mà có mưa thì trời nó vẫn sáng như bình thường, chứ làm gì có chuyện mà nó tối om như thế này. Thế rồi, tôi đã phát hiện ra ở phía trước có thứ gì đó. Một con Pokemon vừa bị đánh gục sao? Thứ gì đã khiến nó trở thành như vậy nhỉ? Hả? Có lẽ nào chính là cái con này? Xung quanh nó cũng có rất là nhiều các xác của con khủng long. Vậy nó cũng chính là kẻ đã tiêu diệt những con khủng long đó sao? Thử chạy ra xem nào mọi người. Bầu trời nó cũng đã bình thường trở lại rồi này. Vậy thì đây có thể là cái con mà nó khiến bầu trời nó tối sầm như vừa nãy. Úi dồi ôi, không biết thứ sức mạnh của cái con sinh vật đó là gì, nhưng mà nhìn nó giống như một cái con tôm thì phải. Vậy thì nó có thể là hệ nước sao? Nhưng mà hệ nước thì làm sao mà khiến bầu trời trở nên như vừa nãy được chứ? Có thể con sinh vật kia là sức mạnh của hệ nước kết hợp với một cái hệ gì đó anh em ạ. Đó là lý do mà chúng ta sẽ phải cẩn thận. Ồ, đó là gì vậy? Sức mạnh của nó có những cái luồng bóng đen xung quanh. Vậy là sao? Có thể đó là sức mạnh của hệ nước kết hợp với hệ bóng tối đấy thưa đại ca. Từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một con nào hệ bóng tối cả. Cái gì? Hệ bóng tối sao? Vậy nó có giống là hệ ma không? Chắc là không phải đâu nhỉ. Thôi kệ đi, xử nó đi nào Pikachu ơi. Mà thôi gọi là Raichu thì đúng hơn. Thôi gọi là gì cũng được, xử nó đi. Hãy cho nó thấy sức mạnh của Pokemon hệ sấm sét là gì. Hả? Nó vừa đánh văng được Raichu sao? Kháng cự đi nào Raichu. Thứ sức mạnh đó là gì vậy? Kìa kìa, phản công đi. Hình như đã tiêu diệt được nó rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Tôi cứ tưởng là con Pokemon của tôi sẽ bị đánh bại chứ. Ai ngờ tiêu diệt được cái con tôm hệ nước và bóng tối kia rồi. Úi dồi ôi, nhìn nó cũng chỉ là một cái con tôm bình thường, nhưng mà sức mạnh của nó công nhận là ấn tượng thật. Vậy là tối nay chúng ta có món thịt tôm rồi. À nhầm, vậy là bây giờ chúng ta có Pokemon mới rồi. Tôi bắt đầu thấy khá là thích thú với những cái con sinh vật sức mạnh bóng tối này rồi nha. Nó khác hẳn với hệ lửa với cả hệ nước mà tôi đã từng thu phục nhiều năm trước anh em ạ. Bắt nó nào. Ok, vậy là bọn tôi đã sở hữu được Pokemon mới rồi anh em ơi. Công nhận là nguy hiểm thật, nhưng mà rất là thú vị đấy chứ. Giờ thì cùng tiếp tục đi tìm thêm nào. Chúng ta sẽ phải bắt được nhiều con hơn nữa. À thì thế còn cái con bị nằm gục này rồi thì sao hả đại ca? Chúng ta có nên bắt nó luôn không? Hả? Cái con này á? Thôi nhìn nó chả mạnh mẽ gì cả. Đi bắt con nào nó ngầu ngầu tí đi. Uầy, mới thế mà trời đã gần tối rồi anh em ơi. Từ nãy tới giờ bọn tôi đi lòng vòng quanh hòn đảo này mà chưa tìm thấy con nào phù hợp cả. Bởi vì thực sự là tôi sẽ phải tìm những cái con nào mà nó vừa sức một tí. Chứ nếu không hai con Pokemon của tôi nó không thể chiến đấu nổi và nó sẽ gặp nguy hiểm mất.
Với cả không biết là xung quanh đây còn con Pokemon nào hệ bóng tối nữa không ta? Chúng ta sẽ phải bắt thêm vài con bóng tối nữa đi. Hả? Đại ca định bắt thêm những con Pokemon hệ bóng tối á? Nhưng mà sức mạnh của bọn chúng không dễ ăn đâu. Úi giời, không phải lo, chúng ta có tận 2 con Pokemon cơ mà, sợ cái gì? Với cả hình như cái con tôm này có khả năng phát hiện ra những cái con hệ bóng tối khác ở đâu ấy, bởi vì nó cũng cùng hệ với nhau mà. Thế nên chúng ta có thể dựa vào sức mạnh của con tôm này để tìm ra một cái con Pokemon hệ bóng tối khác. Quá dễ dàng phải không? Đúng rồi, gió tìm đi nào tôm ơi. Trời tối như thế này chắc chắn là sẽ khiến cho nó mạnh lên rất nhiều. Chúng ta chắc chắn là sẽ có thể tìm ra một cái con gì đó sớm thôi. Nào, thấy chưa? Chạy gì mà lâu vậy? Đấy rồi, nó dừng lại rồi. Sao? Thấy con Pokemon nào có sức mạnh bóng tối nữa không à, Tôm ơi? Từ từ, hãy nhìn kìa đại ca, có thứ gì đó ở trên kia. Hả? Tối quá chả thấy cái gì cả. Uầy, thứ đó là gì vậy? Hình như có một cái thứ gì đó khổng lồ đang đứng ở trên tảng đá kia đúng không? Nó có phải là hệ bóng tối không vậy? Hình như đúng rồi hay sao ấy. Đó là lý do mà cái con tôm này nó dừng lại ở đây. Nó đã phát hiện ra cái con sinh vật kia. Nhìn nó có vẻ trông giống một cái con cua thì phải. Hết tôm rồi lại cua là sao hả trời? Ấy da, sức mạnh gì vậy? Đuốc đâu rồi, chả thấy gì cả. Tranh thủ tấn công nó đi nào, Raichu. Sức mạnh của nó có thể che tầm nhìn của chúng ta. Ôi không, hình như nó đang cố gắng che tầm nhìn của Raichu. Tối quá, chả thấy cái gì cả. Rốt cuộc thì sức mạnh của con Pokemon này là gì vậy trời? Nó thực sự có thể điều khiển được bóng tối xung quanh hay sao? Đó là lý do mà Raichu bây giờ cũng chả nhìn thấy cái gì cả. Tất cả chúng ta đã bị sức mạnh bóng tối của nó che mắt đi rồi. Thế này thì sao mà đánh đây? Tranh thủ nhân cơ hội này tấn công nó đi nào, Tôm ơi. Nó đang để ý tới Raichu rồi. Nhân cơ hội này tấn công luôn. Từ từ, hình như chúng ta có thể nhìn trở lại rồi này. Hay quá. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà hình như Raichu với cả con tôm vừa đánh bại con sinh vật kia anh em ơi. Chuyện này là sao nhỉ? Bắt nó cái đã nào. Cũng may là cái con tôm của tôi nó có thể nhìn trong bóng tối chứ. Trong lúc con sinh vật này để ý tới Raichu thì con tôm của tôi đã lao lên và tấn công con này, ngã xuống về phía con Raichu. Và sau đó Raichu thì tấn công luôn. Đó là lý do mà nó bị hạ gục như vậy. Thế là chúng ta đã sở hữu được một con Pokemon mới rồi. Hoành tráng thực sự anh em ơi. Một con cua có sức mạnh của bóng tối. Một con cua khổng lồ. Không biết là con cua này định đánh đấm như thế nào, nhưng mà chúng ta đã kịp hạ gục nó trước khi nó ra tay. May thật. Đúng là những con sinh vật bóng tối này nó rất là nguy hiểm để chúng ta thu phục. Nếu mà hai con Pokemon của tôi không phối hợp thì có lẽ là tôi đã tiêu đời rồi anh em ơi. Ok, bọn tôi vừa ngủ đi một lúc và có vẻ như hiện tại trời gần sáng rồi này. Không biết là xung quanh đây có cái con hệ bóng tối nào ta? Con tôm kia nó vừa dẫn bọn tôi tới đây. Chúng ta sẽ thật là phải chú ý xung quanh, bởi vì những con Pokemon bóng tối nó ẩn thân kinh lắm anh em ạ. Từ từ, tôi nghe thấy một tiếng động gì đó. Cẩn thận nào. Hình như có một thứ gì vừa lướt qua chúng ta thì phải đúng không? Bầu trời sáng trở lại rồi này. Hả? Thứ tiếng động đó là từ cái con sinh vật kia sao? Thì ra là nó. Kỳ lạ nhỉ? Nó chui từ chỗ nào ra vậy? Hãy xử nó đi nào. Cái con này nó cũng không mạnh lắm đâu.
nó đâu rồi? Cẩn thận kia. Gì vậy chứ? Có lẽ nào thứ sinh vật kia có thể dịch chuyển được hay sao? Chúng ta chả thấy được động tác của nó gì cả. Đó không phải là dịch chuyển đâu thưa đại ca. Đó là sức mạnh của bóng tối đấy. Sức mạnh của bóng tối á? Nó sử dụng bóng tối để tăng tốc độ hay sao? Cũng đại loại là như vậy đó. Thứ sinh vật này có thể sử dụng được góc khuất của ánh sáng và lợi dụng vào bóng tối để có thể di chuyển rất nhanh. Và đó là lý do mà tầm nhìn của chúng ta không theo kịp. Oh, vậy là nó sử dụng tầm nhìn dựa vào những cái bóng để có thể di chuyển nhanh như vậy sao? Thú vị thật. Nhưng mà rất tiếc là con cua của chúng ta có thể che chắn được tầm nhìn của mọi con sinh vật. Làm sao mà hóa giải được? May quá. Vậy là chúng ta có thể bắt được cái con này rất là dễ dàng rồi. Nó đã bị con cua kia làm cho mất đi tầm nhìn và lao đầu vào tảng đá này anh em ạ. Chạy với trời nhảy ạ. Nhiều năm trước tôi còn bắt được mấy cái con nó nhanh hơn nhiều. Cái con này nó ăn thua gì? Thế nên là cũng khá là đơn giản thôi. Giờ thì chúng ta cùng bắt thêm nhiều con hơn nữa nào. Cuộc phiêu lưu của tôi bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Và nếu anh em nào muốn theo dõi thêm về cái cuộc phiêu lưu của tôi trong cái thế giới Pokemon này thì cũng đừng quên để lại một bình luận xuống phía dưới, để lại một like cho video này, và cũng đừng quên để lại một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.